Chỉ vài ngày sau khi Nga tấn công Ukraine hôm 24 tháng 2, nữ doanh nhân Sissy Moberg, 46 tuổi đã lên mạng tìm kiếm các lớp học trang bị cho mình kỹ năng bảo vệ đất nước trong trường hợp chiến tranh. Tại Phần Lan, tất cả các đàn ông phải làm nghĩa vụ quân sự. Tôi chưa, nên tôi muốn góp một phần bảo vệ đất nước. Chỉ trong vài tuần, bà mẹ bốn con Moberg đã có mặt trong một khóa học dành cho lính trừ bị, học cách dùng súng và tiến lên trên một trận địa. Cuộc chiến tranh tại Ukraine là hồi chuông báo động tại Phần Lan, nước có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga. Và trong chiến tranh thế giới thứ hai, từng có hai cuộc chiến với Liên Xô, khiến họ bị mất 1/10 lãnh thổ và khoảng 100.000 dân bị thiệt mạng. Tháng trước, Phần Lan nộp đơn xin gia nhập Liên minh quân sự NATO, phá vỡ chính sách an ninh quốc phòng nội bộ hàng chục năm qua. Hiệp hội Phụ nữ Phần Lan sẵn sàng cho tình trạng khẩn cấp quốc gia cho hay, nhu cầu đăng ký các khóa học của họ tăng vọt từ tháng 2 tới nay. Ngay sau khi cuộc chiến tranh ở Ukraine bắt đầu, các cú điện thoại và email dồn dập đổ về và dĩ nhiên nhu cầu muốn được đào tạo tăng vọt. Khoảng 19% trong số 13.000 quân nhân chuyên nghiệp của Phần Lan là phụ nữ, theo dữ liệu từ quân đội. Tuần rồi, chị Moberg trở lại đây học thêm khóa huấn luyện kỹ năng sinh tồn. Trong 3 ngày, chị cùng hơn 300 phụ nữ được dạy cách dựng lều trại, nhóm lửa trong mưa, định vị trong rừng và sơ cấp cứu. 500 nữ học viên khác đang trong danh sách chờ, theo Hiệp hội Phụ nữ Phần Lan, sẵn sàng cho tình trạng khẩn cấp quốc gia. Một nhóm thiện nguyện tổ chức các khóa huấn luyện cho phụ nữ về các kỹ năng cần thiết trong các cuộc khủng hoảng. Tổ chức này nhận một số quỹ tài trợ và có thể sử dụng các cơ sở cũng như thiết bị quân sự cho công tác đào tạo của mình. Chị Moberg không đơn độc trong mối lo ngại về Nga và mong muốn góp phần bảo vệ đất nước. Cuộc khảo sát do Bộ Quốc phòng công bố tháng rồi cho thấy 85% dân Phần Lan giờ đây xem Nga là nước có ảnh hưởng tiêu cực đối với an ninh quốc gia so với 34% trong năm 2007. 83% tin rằng họ cần phải cầm vũ khí trong trường hợp đất nước bị tấn công quân sự.